Xin chào các bạn. Hôm nay cô dành thời gian giảng lại cho các bạn điểm ngữ pháp mà chúng ta đã học ở bài 1, đó là cấu trúc câu mong ước, wish sentence. Phần ngữ pháp này chúng ta đã học rồi, tuy nhiên là cô vẫn làm cái video này để cho các bạn có thời gian rảnh rỗi các bạn vào xem để chúng ta nhớ kiến thức được sâu hơn. Thì ở câu mong ước chúng ta có các trường hợp như sau. Chúng ta đi vào trường hợp đầu tiên. Ví dụ 1. Tôi ước Peter sẽ đến đây vào ngày mai. Trong câu này chúng ta có trạng từ ngày mai, đó là trạng từ thời gian chỉ tương lai. Và chúng ta có câu I wish Peter would come here tomorrow. Đó, như vậy trong câu này chúng ta nhìn thấy đây, chủ từ 1 cộng với wish cộng chủ từ 2 cộng would cộng động từ nguyên mẫu, would cộng động từ nguyên mẫu chúng ta dành để mong ước cho tương lai. Vậy trường hợp này chúng ta mong ước một sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Đó, chúng ta đi vào trường hợp thứ hai. Ví dụ, tôi ước tôi là một tỷ phú. Rõ ràng tại thời điểm mình nói mình không là một tỷ phú, nhưng mình đi ước. Và chúng ta có câu I wish I were a billionaire. Đó, chúng ta nhìn thấy chủ từ 1 cộng wish cộng chủ từ 2 và to be, chúng ta để ý ha, to be là were. Thấy chưa? To be là were ha. Chúng ta dùng quá khứ nhưng to be chúng ta sẽ dùng were cho tất cả các ngôi. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cấu trúc của nó ha. Rồi ở trường hợp này chúng ta dùng để mong ước một sự việc không thật ở hiện tại. Và rõ ràng trong cái điểm ngữ pháp ở cái phần language focus, chúng ta đi tìm hiểu kỹ hơn ở cái phần simple past with wish thì quá khứ đơn với câu mong ước. Và chúng ta có cấu trúc cho loại câu này như thế nào đây? Right. Chủ từ 1 cộng wish. Nếu chủ từ 1 này là số ít thì từ wish chúng ta sẽ thêm es. Cộng chủ từ 2 cộng với động từ. Và động từ này chúng ta dùng past substantive, tức là quá khứ giả định. Đấy. Ở dạng như thế nào? Nếu là động từ có bất quy tắc, chúng ta sẽ lấy cột thứ hai. Động từ bất quy tắc ha các bạn, chúng ta sẽ lấy cột thứ hai. Ví dụ như go, cột thứ hai sẽ là went. Rồi nếu là động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm ed. Rồi đối với câu phủ định thì chúng ta sẽ dùng didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Đó là động từ thường ha bạn. Chú ý, note. Nếu là động từ to be thì chúng ta sẽ sử dụng were cho tất cả các ngôi. Rồi, chúng ta nắm cái cấu trúc này ha. Câu mong ước không thật ở hiện tại. Rồi, và chủ từ 1, chủ từ 2 này có thể cùng là một người. Chúng ta để ý điều đó ha. Đấy, đi vào từng ví dụ một, chúng ta có ví dụ đầu tiên. I wish I had a computer. Tôi ước tôi có một máy vi tính. Đấy, mình ước này tức là gì? Lại này là gì? Quá khứ nè, chúng ta nhìn thấy nè, động từ had là cột thứ hai của động từ have. Như vậy nó ở dạng quá khứ. Và dạng này là gì? Câu mong ước không thật ở hiện tại. Như vậy thật sự ở hiện tại thì mình không có máy vi tính. Tức là gì? I don't have a computer now. Đấy chưa? Rồi, ví dụ số 2. I wish I were taller. Tôi ước tôi cao hơn. Rồi ha, to be chúng ta nhìn thấy were dùng cho tất cả các ngôi. Cho dù nó là số ít hay số nhiều, chủ từ là số ít hay số nhiều thì to be chúng ta cũng dùng là were. Đấy, đây cũng là dạng câu mong ước không thật ở hiện tại. Sự thật thì mình như thế nào? I am short, tôi thấp. Đấy chưa? Đấy, đó là cấu trúc câu mà chúng ta học rất là kỹ ở trong phần language focus. Đấy, chúng ta đi vào phần thực hành ha. Practice. Đấy, cô có các câu trình như sau. Đấy, câu số 1, chúng ta đi vào làm từng câu 1 ha. Câu số 1, I don't have a computer. Rồi đây là trong cái phần ví dụ cô lấy ra minh họa cho các bạn ha. Tôi không có máy vi tính. Bây giờ mình đi ước điều ngược lại, đúng không?
Hiện tại bây giờ mình không có máy vi tính, mình đi ước điều ngược lại. Tức là ước gì? Tôi ước tôi có máy vi tính. Như vậy cái don't này mình không còn nữa. Đấy chưa? Và động từ chúng ta xuất hiện đó là động từ have. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng thì quá khứ. Vậy quá khứ của động từ have, chúng ta có cột thứ hai đó là động từ had. Vậy chúng ta có câu như sau. I wish I had the computer. Đấy chưa? Đấy, câu số 2. I'm sorry they don't draw well. Tôi rất lấy làm tiếc rằng họ không vẽ đẹp, không vẽ giỏi. Như vậy mình đi ước, tức là mình ước điều ngược lại. Mình ước gì? Mình ước họ vẽ giỏi, đúng không? Họ ước họ sẽ vẽ giỏi, đúng chưa? Họ ước họ vẽ giỏi. Như vậy cái don't này không còn nữa. Và ở đây là câu mong ước không thật ở hiện tại, cho nên cái động từ draw này mình sẽ đưa về cột thứ hai đó là drew. Vậy mình có câu như sau. I wish they drew well. Rồi, đi vào câu thứ ba. Lan doesn't speak English well. Lan không nói tiếng Anh giỏi. Rồi bây giờ đi ước thì cũng ước điều ngược lại. Tức là gì? Ước cô ấy nói tiếng Anh giỏi. Đấy chưa? Mình bỏ cái doesn't này đi. Động từ xuất hiện đó là động từ speak. Mình đưa về cột thứ hai của speak là spoke. Vậy Lan đi ước đây. Lan wishes she spoke English well. Đấy. Chủ từ Lan chúng ta dùng rồi, cho nên đại từ chúng ta dùng thay thế cho Lan đó là she. Đấy chưa? Rồi tiếp tục đọc từ speak này. Chúng ta có cột thứ hai của speak là spoke. Rồi, câu số 4. She hardly understand the lesson. Cô ta hầu như là không hiểu bài. Rồi, cái hardly này là hiếm khi, khó mà. Đấy chưa? Ở đây nó có nghĩa là phủ định. Cô ta hầu như là không hiểu bài. Bây giờ đi ước, tức là ước điều ngược lại. Ước rằng cô ấy hiểu bài. Vậy cái hardly này mình không còn nữa. Đấy chưa? Vậy chúng ta có câu như sau. She wishes she understood the lesson. She wishes, chủ từ she số ít, động từ wish chúng ta thêm es. She wishes she understand, chúng ta đưa về cột thứ hai là understood the lesson. Cô ta ước cô ta hiểu bài. Rồi, câu số 5. I don't play soccer well. Tôi không chơi đá banh giỏi. Bây giờ mình ước, tức là mình ước điều ngược lại, mình bỏ cái don't này đi. Tôi ước tôi chơi đá banh giỏi. Tuy nhiên cái động từ chúng ta cũng đưa về quá khứ. Vậy động từ này đưa về quá khứ, chúng ta không có cột thứ hai. Cho nên chúng ta sẽ thêm ed. Vậy chúng ta sẽ có câu như sau. I wish I played soccer well. Đây, động từ chúng ta thêm ed vào. Đấy chưa? Vì nó không có cột thứ hai. Đấy, câu số 6. I don't live near my school. I don't live near my school. Tôi không sống gần trường của tôi. Bây giờ ước cũng đi ước điều ngược lại, bỏ cái don't này đi. Bỏ cái don't này đi. Tức là chúng ta ước gì? Chúng ta ước chúng ta sống gần trường. Hiểu chưa? Như vậy cái động từ live này chúng ta cũng sử dụng cho thị quá khứ. Chúng ta dùng thị quá khứ để chúng ta viết ha. Vậy chúng ta sẽ có câu I wish I lived near my school. Tôi ước tôi sống gần trường. Hiểu chưa? Động từ quá khứ thêm ed. Đây. Đấy, câu số 7. We hate having to do lots of homework every day. Tôi ghét phải làm nhiều bài tập về nhà mỗi ngày. Ghét. Tức là mình ước như thế nào? Mình ước mình không phải làm nhiều bài tập về nhà mỗi ngày. Mình bỏ cái hate đi. Đấy chưa? Ghét tức là mình không thích nó. Mình bỏ nó đi. Đấy chưa? Như vậy ước điều gì? Ước không phải. Không phải xuất hiện không. Đấy chưa? Như vậy mình sẽ dùng didn't cộng với động từ nguyên mẫu. We wish we didn't have to do lots of homework every day. Đấy chưa? Didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Didn't have to do lots of homework every day. Rồi, chúng ta sang một số trường hợp nữa ha. Rồi, câu số 8. They have to go now. Họ phải đi ngay bây giờ.
Họ phải đi ngay bây giờ. Bây giờ ước điều ngược lại. Ước làm sao? Ước họ không phải đi. Rồi xuất hiện không, thấy chưa? Không phải đi. Như vậy ở đây sẽ cũng là didn't cộng với động từ nguyên mẫu. They wish they didn't have to go now. Thấy chưa? Didn't have to go now. Rồi, không phải ha. Didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi, câu số 9. He can't speak 4 languages. Anh ta không thể nói 4 ngôn ngữ. Không thể. Bây giờ ước, tức là ước điều ngược lại. Bỏ nó đi. Ha? Thành có thể. Rồi và câu mong ước chúng ta cũng sử dụng quá khứ. Và khi gặp can, chúng ta sẽ đưa về thành could. Vậy cô sẽ có câu như sau. He wishes he could speak 4 languages. Rồi, chúng ta nhìn thấy can't, chúng ta bỏ đi ha. Còn lại can. Can này chúng ta đưa về could. Nhớ ha. Câu mong ước can chúng ta gặp, chúng ta đưa về could. Rồi, câu số 10 tương tự. I can't swim. Tôi không thể bơi. Rồi, đi ước điều ngược lại, đúng chưa? Tôi ước tôi có thể bơi. Bỏ cái not này đi. Rồi chưa? Can mình sẽ đưa về could cho câu mong ước. Như vậy mình có câu I wish I could swim. Rồi, can mình biến đổi thành could. Đây, đó là những trường hợp đối với động từ thường và với can. Đấy chưa? Rồi, cô đi vào động từ to be. Đây, câu 11, 12, 13, 14 chứa động từ to be. Câu số 11. I am not a good singer. Tôi không là một ca sĩ giỏi. Bây giờ ước là ước điều ngược lại, tức là mình bỏ cái not này đi. Mình ước mình là một ca sĩ giỏi. Như vậy mình làm gì? To be. Đây, có to be am, đúng không? Mình sẽ làm gì? Đưa về were, đúng không? To be, am, is, are. Mình sẽ đưa về were cho tất cả các ngôi. Vậy, chúng ta sẽ có I wish I, to be đây, đưa về were. I were a good singer. Tôi ước tôi là một ca sĩ giỏi. Được chưa? Bỏ cái not đi ha. Rồi, có not thì bỏ not này, mình thấy không? Rồi, bây giờ câu này, câu số 12, không có not thì sao? I am, viết tắt lại là am, được chưa? I'm very busy on Sundays. Tôi rất là bận rộn vào những ngày chủ nhật. Bây giờ mình cũng ước điều ngược lại. Ước gì? Tôi không bận rộn, đúng không? Không bận rộn, nhưng ở đây có to be. Có to be. Vậy mình sẽ đưa về were. Đúng không? Am, is, are mình sẽ đưa về were. Và không thì mình sẽ xuất hiện not đứng sau were. Vậy mình có câu I wish I were not busy on Sundays. Rồi mình hãy nhìn thấy very. Very không dùng nữa. Được chưa? Tức là very không dùng trong câu wish nữa. Chúng ta bỏ nó đi. Ha? I wish I were not busy on Sundays. Rồi, câu số 13. Cũng có no nè ha bạn. Chúng ta sẽ làm gì? Ước điều ngược lại, đúng không? There are no rivers and lakes in your hometown. Bây giờ mình đi ước điều ngược lại. Mình bỏ cái no này đi. Xuất hiện to be are. Bây giờ không có sông, không có hồ. Bây giờ mình ước sao? Có sông, có hồ. To be are này mình sẽ đưa về to be were. Đấy chưa? There were rivers and lakes. Đấy chưa? Như vậy mình sẽ có câu là gì? I wish there were rivers and lakes in my hometown. Rồi, câu cuối cùng. What a pity. Thật là tiếc. You aren't here with us now. Bạn không có ở đây với chúng tôi ngay lúc này. Rồi, không có ở đây. Bây giờ mình đi ước, tức là mình ước điều ngược lại. Cái này chỉ là câu đầu thôi, chúng ta bỏ ha. Thật là tiếc, thật câu cảm đó ha. Thật là tiếc, rất là lấy làm tiếc, vân vân. Những cái câu này chúng ta bỏ đi. Rồi, cái sự thật là gì? Bạn không có ở đây ngay bây giờ. Đấy chưa? Bạn không có ở đây với chúng tôi ngay bây giờ. Rồi, câu này chúng ta sẽ đi ước điều ngược lại. Tức là ước gì? Ước bạn có ở đây. Vậy cái not này mình sẽ bỏ đi. Còn lại to be là are. Mình cũng sẽ đưa về were cho tất cả các ngôi. Vậy mình có câu như sau. I wish you were here with us
nào. Được chưa? Đó là các trường hợp chúng ta sử dụng cho câu mong ước không thật ở hiện tại. Cô đã đưa ra từng câu một, từng trường hợp một đối với động từ thường, bất quy tắc, có quy tắc, dạng phủ định, can đưa về could, be đưa về were cho tất cả các ngôi. Rồi, đó là phần cô nhắc lại cho cái điểm ngữ pháp trong cái phần language focus ha. Hy vọng rằng các bạn sau cái bài này là các bạn sẽ hiểu bài hơn. Cô sẽ dành thời gian cô ghi lại những cái điểm ngữ pháp ở những cái bài kế nữa ha, thì chúng ta theo dõi để chúng ta hiểu bài cặn kẽ hơn. Rồi, cô chào tạm biệt các bạn nhé.